Nông. Vâng, thưa ông Phạm Quốc Chính ạ. Ngày 1 tháng 12 năm 2014 thì nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình sẽ chính thức được công bố. Và với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, xin ông có thể cho biết là trong thời gian tới thì chủ sở hữu và các cơ quan quản lý liên quan phải thực hiện những nội dung gì để tổ chức quản lý và phát triển hiệu quả giá trị của nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình? Vâng, cái nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình ấy, là cái nhãn hiệu đầu tiên đối với cái sản phẩm chăn nuôi của tỉnh Thái Nguyên đã được đăng bạ và bảo hộ. Thế phải có thể nói rằng đây là chỉ là cái bước đầu tiên trong cái quá trình khai thác và phát triển cái nhãn hiệu. Đấy. Thế còn các cái bước tiếp theo ấy, thì để tiếp tục quản lý, sử dụng và phát triển hiệu quả cái nhãn hiệu này ấy, thì trong thời gian tới chủ sở hữu cũng như các cơ quan quản lý thì cần thực hiện tốt một số cái nội dung sau đây. Cái thứ nhất ấy, là cần phải hoàn thiện cái hệ thống tổ chức quản lý cái nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình. Cái việc thứ hai ấy, là cần phải hoàn thiện cái hệ thống văn bản để phục vụ công tác quản lý nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình. Việc thứ ba ấy, là cần phải tăng cường các cái hoạt động tuyên truyền rồi là nâng cao nhận thức về cái giá trị của cái nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình. Việc thứ tư ấy, là cần phải tăng cường công tác kiểm tra rồi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng cái nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình, và đặc biệt là cần phải xử lý triệt để đối với các hành vi mà xâm phạm đến cái quyền sở hữu trí tuệ đối với cái nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình. Việc thứ năm ấy là cần phải tiếp tục ứng dụng các cái thành tựu khoa học công nghệ, tiến bộ khoa học công nghệ trong quá trình chăn nuôi cũng như chế biến nhằm nâng cao năng suất chất lượng cho các sản phẩm mang cái nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình. Đấy. Và cái việc nữa ấy, tức là cần phải tăng cường cái hoạt động giới thiệu rồi quảng bá xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình thông qua các cái hội chợ rồi là các cái triển lãm trong tỉnh rồi ngoài tỉnh, đặc biệt là xâm nhập vào những cái thị trường bán lẻ ở các cái siêu thị cũng như là các cái thị trường trên toàn quốc. Thế và nếu như mà cái nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình được phát triển tốt ấy, thì chúng tôi hy vọng rằng là sau này ấy, tới đây ấy, thì có thể là mở rộng cái nhãn hiệu này và đăng bạ bảo hộ không riêng ở trong nước mà có thể đăng bạ bảo hộ ra nước ngoài để nhằm là nâng cao cái giá trị của sản phẩm đặc sản của địa phương về mặt chăn nuôi. Vâng, hy vọng rằng là nhãn hiệu gà đồi Phú Bình sẽ ngày càng được đông đảo bạn bè trong nước cũng như là quốc tế đều biết đến, đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, sau bao mong mỏi chờ đợi, nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình đã được cấp văn bằng bảo hộ. Đây là một trong những điều kiện rất thuận lợi để nâng cao giá trị của sản phẩm và thu hút được sự quan tâm đặc biệt của thị trường. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu này lại không hề đơn giản. Nó đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý và các thành viên đăng ký sử dụng. Và chúng ta hy vọng rằng với sự cố gắng của các bên liên quan, nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Phú Bình sẽ ngày càng phát huy được tối đa giá trị, tự tin bước vào thời kỳ hội nhập. Hứa hẹn sẽ mang đến những triển vọng tốt đẹp và góp phần làm chuyển đổi cơ cấu kinh tế của huyện Phú Bình nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.